Con huyết áp để đo huyết áp của bạn và luôn luôn nó tạo huyết áp của bạn.
Thank you.
giao cảm
Tại số phim thì tôi cũng đã lên tăng lên
thì đây là đây anh thấy của mình bên trái thì mình thấy đây là chứa lời ma túy, nó tương ứng với số lượng cộng với lần hết. Và còn bên đây đó là viscosity, là ví dụ như ta lấy nước đó, ta lấy nước là một, lấy nước là một nhiều màu sắc. Thank you.
Các yếu tố ảnh hưởng đến cá lực, các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy,
khác là sẽ có mũi đó, đồ trọng chế độ ăn đó, biết áp thì phải có cái ngang cái đó, cái chỗ máy đo
nhanh và đường vào huyết áp lâu dài cũng là đường vào huyết trầm. Theo cái hai đó khác nhau gì vậy? Sẽ có đường vào huyết áp nhanh và đường vào huyết áp lâu dài là đường vào huyết trầm, đúng không? Thì mình nói đường vào huyết áp trung hoặc đường vào huyết áp trung bình cũng được. Đường vào huyết áp trung thì đường vào huyết áp nó có hai nhóm, nhóm đường vào nhanh và đường vào chậm. Trong đường vào chậm thì nó có cơ chế khác nhau, mình sẽ nói sau. Nhưng qua hai cái đó thì mình thấy cái nó khác nhau rất là nhiều. Cái này thì nó nhích tăng lên
hiểu được cái lời chân thì nó sẽ quy ăn nó sẽ thù và người đó sẽ thấy bác bạn thấy đúng được nha. Như vậy phản xạ về dòng động phản xạ xương được mạch máu và nhiều tim nó sẽ điều hòa với lưu lượng làm cho mình tỉnh dậy nằm đi đó. Như vậy mình đi vô mình thấy điều hòa huyết áp và với âm thanh thì quá quan trọng là phải chuyển liền sau bỏ đi cái thần kinh mà mình đã nó sẽ lâu nó sẽ cơ chế nó lâu hơn nó cần nhiều thời gian để tính tâm phải một giờ để nó điều chỉnh. Giờ điều hòa với âm thanh mình có thứ nhất là gì nó sẽ về hành trình giao cảm đó thì như mình đã được học với phần chất là adrenaline đối với tim nó sẽ là tăng co bóp và nhịp tim với mạch máu sẽ làm co những cái đó nó sẽ là điều mà chúng ta thêm được một lượng đáp điều mà nó hiện tại nó làm đối với áp tăng lên nếu tim nó điều hòa nó là tim ngắt nó tắt nó điều hòa nó tăng còn nếu mà nó tăng hơi ra thì các phản xạ nó làm cho nó giảm được trong cơ thể mình thì để những giao cảm và khối giao cảm là cố định nhau và nó ở trạng thái cân bằng nó làm cho các cơ quan mình nó hoạt động mức độ chức năng bình thường. Giờ đối với tiếng Anh thì mình thấy mà để những giao cảm và khối giao cảm cái từ thông thường ta còn gọi là gì? Fight or flight, fight or flight, fight or flight. Fire. Rồi em sẽ thấy nó điều hòa theo cái kiểu của người ta nôm na là như vậy thì thứ nhất là để giao cảm và khối giao cảm thứ hai là các phản xạ thì mình có phản xạ về áp suất đó các cái thụ cảm áp suất nó quan trọng chủ quan so với cảnh nó cảm nhận được áp lực ở trong máu và nó di chuyển lên trên não nó có những cái tích nếu tăng thì là nó sẽ ức chế nó nếu mà nó tăng nó truyền lên sẽ tích lên trên dây số 10 kích thích dây số 10 và dây số 10 là dây có dầu cảm thì xuống nó làm cho mạch chậm lại sức cầu bóp điều hòa giảm những việc nó làm lưu lượng giảm và lưu lượng giảm tức là huyết áp sẽ giảm và lượng là có phản xạ về cảm xúc mình có phản xạ về về hóa học đó phản xạ về cảm xúc thì các em thấy là khi mà huyết áp tăng lên như của slide trước mình thấy khi huyết áp tăng lên các em thấy được liên hệ với lại áp lực huyết áp của huyết áp đồng thu và một số khác khi huyết áp tăng lên em thấy cái biểu đồ mà huyết áp với lưu lượng đó huyết áp cân bằng thì nó đến nó bình thường nó đến khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu thì bắt đầu lưu lượng nó giảm nhiều khoảng 150-160 nhất nó sẽ cái bảng biểu đồ và nó trượt xuống và đến trong khi thì huyết áp nó cân bằng lên 160 là lưu lượng nó bắt đầu giảm rất nhanh nếu nó tiếp tục tăng cơ thể là một cái mạch máu nên là trong huyết áp của mình cho nên nó sẽ điều hòa để cho mình giảm còn những người đó nữa là cơ chế điều hòa được gọi là rồi phản xạ hóa học khi mà ở những cái vùng đó ở quanh của sọ não vẫn có các tế bào thụ cảm và lại oxy đó CO2 khi oxy mà mật độ giảm thì nó kích thích nó cho cộng đồng tăng gì tăng cộng đồng để lưu lượng máu lên để chích cho nó khi nhịp lên tải CO2 là oxy nhưng khi mà huyết oxy trong phòng mạch á nó giảm đến nó giảm khá nhiều thì nó mới kích ví dụ như là số từ 80 bắt đầu và rất mạnh là khi nó giảm đến 60
và với phản xạ về về hóa học đó, thì nồng độ oxy nó cũng đều điều hòa. Còn quan trọng hơn một cái nữa đó, đó là bên thấy đó là các cái cơ chế kinh này, đặc biệt là kinh giao cảm và quan trọng giao cảm các phản xạ, thì có phản xạ hóa học đó, xạ sự co bóp của cơ vậy trong điều hòa. Rồi qua cơ chế về thể dịch, mình có thể RA phú hốc, RA đã nghe rồi, RA, RA-Regin, RA là Pantotensin, còn cái A thứ hai là Androsterone. Nên đây là khi mà áp suất động mạch giảm, đến thận, khi áp suất trong động mạch giảm, thì đến thận, thì lưu lượng lòng qua nó sẽ giảm đó, tại vì khi các bệnh có thể có 10% trong người bị huyết cơ, thì cái áp lực mà thì tự chú huyết áp ở chỗ bao mạch cầu thận á, thì trong cái để mà đi gần đúng không, là trong cái màu nó là bao nhiêu một bằng 60 thì nó chỉ cần đó. Nhưng khi nó giảm thì cái huyết áp chỗ bao mạch nó giảm, và như vậy khi nó giảm như vậy thì áp lực lọc nó sẽ giảm và lưu lượng lọc qua sẽ giảm. Như vậy nó đến ống đường xa đúng không, thì các tế bào gì ít đạt hoặc là đèn nó sẽ giảm biến được nó chịu được cái mức độ natri, cái lưu lượng nó sẽ phóng thích ra những chất trung gian của họ, nó tác động lên các tế bào các quan toàn thận, đặc biệt là nhất là của membrane cell, nhất là của membrane quan toàn thận, các tế bào ở động mạch và động mạch lớn, các toàn thận và sát động mạch thì nó sẽ phóng thích ra cái gì? Tại vì cái đó là nó có tên đủ đó, chứ không phải là không có tên đủ đâu. Tại mình không nói đến chi tiết đó, nhé. Là cái anh đang thấy là người ta vẽ các cái nhất con mà nó vẽ theo 2D trên mặt thẳng, rồi mình sẽ vẽ cầu thẳng nó không được gần được xa không mà cũng có. Nhưng mà ở trong cái thận đó thì khi mà nó uống đường như vậy, thường cái ống đường xa nó sẽ nằm rất gần với cái động mạch vào mạch ra, nên vẽ cho nên là khi mà các tế bào huyết đạt nó phóng thích nguyên chất và nó tương tác rất gần với tế bào cần có cầu thận, nó làm tế bào cần có phóng thích ra vì gì, vì nên là một enzyme đặc biệt với lại androgenin và nó sẽ nó là vì nó là enzyme, cho nên nó cắt androgenin một đoạn, cắt nhất một phần và androgenin sẽ trở thành androgenin một đó, đi luôn nằm trong cái trong này trong ba các mô. Đặc biệt mô cổ nó có nhiều men khiển là ta biết tắt bằng chữ gì, A C E không, A tức là androgenin, C là controgen và E là enzyme, là nó sẽ cắt nó là mấy cái đặc hiệu của lại androgenin một và tiếp tục cắt androgenin một đi một đoạn, nó chuyển androgenin một sang androgenin hai, nó cứ cắt một đoạn và một đoạn thì nó biến thành androgenin hai. Androgenin 2 nó có nhiều tác động. Thứ nhất là nó là một cái co mạch mạnh, nó co mạch. Như vậy em thấy nó co mạch nó tăng cái lực, nó làm cái áp lực. Theo công thức mình có hai công thức. Thứ hai là nó kích thích tuyến thượng thận, tuyến androsterone. Androsterone sẽ làm tăng tác phun muối nước. Như vậy một mặt nó tác động lên chị một mặt là nó tác động qua thông qua cholesterol, là thông qua muối nước là miễn dịch không, và angiotensin 2 nó cũng có tác động lên trên nó cùng với lại áp suất độc tố tác động lên trên những dòng khác ở nó cùng với dòng làm cho người ta tăng muối nước vô. Như vậy thì một mặt điều chỉnh cơ thể mình là nó điều chỉnh một cách hệ thống, rất là hệ thống luôn.
mặt là nó giữ lại một mặt là nó co lại một mặt là nó nhập nước vào nó kích thích nước vào là người bệnh tăng thì nó mô tăng và là bảo đảm cái lưu lượng một mặt là bảo đảm lưu lượng một mặt là nếu cái đạo nó chưa lên đủ thì nó sẽ co mặt như vậy nó sẽ co mặt đó tăng những muối nước thông qua đó rồi và nó sẽ là cùng với lại áp lực không khó nó tác động là như vậy nó làm gia tăng áp lực cho bạn. Cuối cùng là như thế này giảm áp lực cho bạn làm giảm áp lực thì tính nó cộng lại tức là cứ gặp nó cộng lại làm giảm cái cầu lọc cộng lại đến mà cô lại đây sang thì nó không thích cần cầu thần tăng thời gian tăng được thời gian làm tăng tăng kháng lực nhưng mà đó là nhờ bắt được động mạch vào đó để làm tăng thiết được lại nó điều hòa ngang nội trong nội và ngoại trong nội môi của thận bên chánh này là nội môi của thận bên này là hệ phong của chúng ta thì bây giờ người ta mình thấy qua cái thuốc sau này mình thấy thuốc huyết áp đó đã tác động lên các cơ chế khác nhau mà rất nhiều thuốc cũng làm giảm đó thuốc nó tác động nó ức chế là men chuyển thì nó làm giảm áp lực lên trên hai làm giảm co mạch giảm co mạch tức là giảm để làm giảm áp lực là hoặc là thuốc đó là thuốc thế hệ sau sau khi chúng ta đã lâu rồi nó lóc các cái cụ thể angiotensin hai mạch tế bào làm cho angiotensin hai không tác động lên để nó không làm co mà không làm co mạch tức là giảm mạch cũng là giảm mạch không có chế canxi thì đã giảm luôn canxi và giảm co mạch cái cơ mà mạch nó làm cơ thuốc là tiểu giảm cái độc cái tích cầu mô là giảm cái máu chết cơ thuốc là giảm trực tiếp tất cả những cái tố đó là tiền cả cái chất cầu mô tác động lên cái thận nó sẽ làm giảm cái độc cái tích cầu mô thấy bệnh dịch là về ví dụ như ta là đã có biết á mà còn giờ đầu sẵn sàng hai lần ba lần thì không phải ta suy nghĩ là tác động dài đâu chứ nhở thì lời mình sẽ nói đến cân bằng statin tại này mau mạch là gọi là cân bằng statin mình thấy là ở mau mạch là sự trao đổi tổ chức giữa chỗ máu và phổi ở mau mạch chỉ có mau mạch mới có tại vì đó
các tin chất nhỏ ion oxy CO2 các tin chất nhỏ và vậy thì nó tuân theo luật tạo nên thành công bằng luật tạo nên công bằng là nó liên quan đến áp suất keo áp suất thị tĩnh ta giờ hỏi áp suất keo là áp suất keo thứ nhất áp suất keo do cái gì tạo nên là một là gì thứ hai áp suất keo là có phải áp suất thị tĩnh hay là áp suất thẩm thấu áp suất keo có phải là áp suất gì mà nó nói gì cho dễ cho khó thứ nhất áp suất keo là gì tạo nên bạn trả lời vô thế của tinh trùng đúng không thứ hai áp suất keo là áp suất có phải áp suất thẩm thấu không trong trường bài thứ nhất trả lời rất nhanh là không trong bài thứ hai nói về bài chỉ là áp suất thẩm thấu áp suất keo có phải áp suất thẩm thấu không không bài này là không tôi không hỏi được chỉ hỏi là tính toán là tính toán là cách trả lời bạn có học về áp suất thẩm thấu chưa rồi
Như vậy thì khi tăng nó lên rất cao không? Không,
chọn được phân tử nó chỉ là 5% hay 5% thôi. Cho nên một khối, một cái mũ muối á, một mũ muối y như vậy mà là ra nước thì nó tạo khối lớn hơn là một mũ y như vậy mà được. Tại vì trọng lượng phân tử của đường đó, nó lớn hơn thì nó ra số lượng phân tử ít hơn. Máu thì chuyển lên